Anh Lập có gọi cho Mến này, kêu Mến chiều nay đi lại đặng nấu nướng cái gì Mến cũng chưa rõ nữa. Sao người sao là vậy? Thì ok. Trời ơi, dây được ok còn gì nữa. Rồi bữa nay bé Sương đòi nhậu nữa cả nhà. Thôi ba đừng khóc. Đừng khóc. Khóc cũng được chứ gì đâu ạ. Mến xin chào tất cả cô chú anh chị đã đến video tiếp theo của Mến. Sáng giờ Mến làm lật chật ở trong vườn, nhưng mà thấy cặp bên á, cây chuối của cái anh hàng xóm cặp bên này cả nhà, thấy nó chín dần vàng hết rồi, nguyên buồn rồi. Nhưng mà những cây chuối này bây giờ trời nắng nóng nó không phát triển được cả nhà, thấy không, nó chết luôn á. Đây là một vườn chuối. Nó chín dần ôm luôn. Xin phép hai trái nha. Chuối này, ấy giời, kiếm. Chuối này chín như thế này thì ảnh cũng không có ăn đâu. Không có chặt gì đâu cả nhà. Nên là mình làm bạn thấy những trái chuối chín này nè. Bánh mời cả nhà nha. Nó ngọt cả nhà ơi. Ngọt lắm. Kiến quá trời kiến vàng luôn, không biết sao nữa, hôm nay trời quá trời nắng luôn, nắng mà thậm chí nắng gắt luôn cả nhà. Từ trước tới giờ mới thấy là hôm nay là trời nắng cỡ này luôn á, nắng mà vòng vòng ở khu bãi trống nè, mới thấy là nó cái ánh nắng nó phản xạ nó chiếu lên như sao vậy đó. Bây giờ mình ăn cho chuối nữa, mình đi vô vườn. Ngọt lắm cả nhà. Ngọt mà ngọt thanh luôn á. Cả nhà thấy không? Phía sau mến mà. Trời á thì nắng gắt. Nhưng mà dạng như là cái sương mù á cả nhà. Sương mù nó không được như thời tiết trong như mấy ngày hôm nay. Mấy ngày hôm trước thì trời trong gắt lắm. Nhìn những cái ngọn núi á, nhìn thấy gắt là rõ luôn nha. Còn bây giờ thấy mờ vậy đó. Còn ban đêm á, tầm khoảng 6 giờ sau mấy à, là dạng như là sương mù nó dày bịt luôn nha. Những ngọn núi đó, lúc đó là không còn thấy nữa. Với lại mình chạy xe bằng đêm á, sương, tưởng tượng sương mà nó chạy mà nó dính vô cái nón bảo hiểm của mình á, là cũng như là trời mưa gì đó, nó ướt hết trơn vậy cả nhà. Và nó lạnh lắm nha, ban đêm thì nó lạnh, ban ngày thì nó oi bức, nó nóng. Một cái điều gắt lùng gắt bé nhưng mà bông xum xê luôn cả nhà. Giờ mới đi vô để uống miếng nước cái. Quá trời nắng rồi. Mình xin mời cả nhà nha. Nắng quá trời nắng. Hồi nãy cha Sáu có gọi cho Mến là hôm nay cha Sáu đi du lịch rồi. Mến nhờ cho Sáu qua tiếp Mến dời ba cái đường ống cả nhà. Nhưng mà cho Sáu nói là cho Sáu đi du lịch rồi. Mới gọi cho Mến hồi nãy, nói là đang trên đường đi, đang trên xe đi với mấy anh mấy chú gì á. Với lại là anh Lập có gọi cho Mến này, kêu Mến chiều nay đi lại đặng nấu nướng cái gì Mến cũng chưa rõ nữa. Anh Lập nói là đi cưng cứ lại đi, khoảng ngày cũng lâu rồi mấy anh em mình không có gặp. Với lại có chừa đồ ăn cho cưng này nè, thì lại đây mấy anh em mình nấu nướng ăn cho nó vui, để đặng một mình khi nó buồn nữa.
nên là chắc có lẽ là chiều nay Mến sẽ chạy lại đằng anh Lập với lại ghé cha Sáu để đi cùng với cha Sáu là nhà anh Lập luôn nha cả nhà. Trời giờ này nó nắng kinh thật chứ. Nó nắng mà như là thở không nổi luôn. Dương tể như con siêu su á. Giờ này nó hả họng không. Nó le lưỡi không rồi nha. Thậm chí làm khi á, con Dương tể Dương siêu su nó chạy ra ngoài xuống nó chầm mình ở ngoài á. Mà trời nắng này lúc trước mới đâu có đem cây cây quạt xuống dưới sàn nhà đâu. Bây giờ mỗi buổi trưa mới phải đem xuống dưới đó để quạt. Nhưng mà buổi chiều lại thì nó lại lạnh, nhanh lạnh. Tại vì nhiệt độ của nó thì nó thích nghi với lại là đá với cát luôn nè. Trời nắng thì cát sẽ đá và nó thích nghi được nhiệt độ nó sẽ mau nóng. Còn buổi chiều nó mát xuống thì nhiệt độ nó sẽ nhả nhanh hơn. Cho nên nó, buổi chiều thì nó sẽ mát lạnh. Còn buổi trưa này nó sẽ oi bức nha cả nhà. Bây giờ mình sẽ tranh thủ làm chút nữa rồi cái ăn uống nghỉ ngơi rồi chiều nay đi lại nhà anh Lập nha. Mến xin mời tất cả cô chú anh chị cùng đồng hành hết video này cùng Mến nha. Để coi sự việc như thế nào nha. Hoặc là ăn món gì thì Mến chia sẻ đến với cô chú anh chị luôn nha. Còn bây giờ thì Mến tranh thủ để đi làm cả nha. Giờ này cũng gần trưa, làm chút nữa vô cũng nấu cơm rồi cả nha. Giờ này thì cũng gần 3 giờ cả nhà. Nhưng mà ông trời ông nắng nè, cả nhà thấy không? Nó chiếu ở dưới mặt đất hực lên. Nãy giờ mà mới đi ra vườn mồ hôi mồ hám. Nó lạ hết trơn luôn. Giờ này thì bầu trời hơi trong trong lại rồi nè. Nhìn thấy những cái cảnh quan có những cái đám mây nhìn thấy rất là đẹp luôn. Đó. Bây giờ hơi có mát mát chung nè. Bây giờ ở ngoài vườn thì nắng gắt dữ trời luôn. Nhưng mà giờ đã bước vô tới ở trong này rồi. Định ngồi nghỉ ngơi một chút xíu á, uống nước. Vừa vô đây cái ông trời hạ mát xuống. Mà bước ra vườn cái ổng nắng lại. Quá trời mấy tiếng tim tu hú nó kêu rồi. Nó kêu gần chờ chứ. Bữa nay cây sung có trái lại nữa cả nhà. Quá trời trái luôn. Hôm ngày Mến không có đi ra ngoài này. Hôm nay đi ra mới thấy cây sung hôm nay lại có trái nữa rồi. Một năm không biết là cây sung nó trổ trái bao nhiêu lần luôn cả nhà. Quá trời luôn, đùm đùm luôn. Cái này đem vô mà chấm với mắm nêm này kia rồi ăn ngon lắm á cả nhà. Ồ. Thôi nè, trời ơi, cái này mà ngay dịp Tết ha, đem đi bẻ đi bán, cũng có tiền đó cả nhà. Đoạn này coi nè, coi nó đùm đùm xuống nè, chín nó tu xuống nhìn thấy rất là đẹp luôn cả nhà. Mê quá. Giờ này thì cũng 4 giờ mấy, gần 5 giờ cả nhà. Nên này hôm nay mới đi ra suối tắm. Hôm ngày cũng lâu dữ lắm rồi không có đi ra suối tắm cả nhà. Lúc này không biết là chim quất ở đâu mà nó kêu, nó bay về đây nó kêu tối ngày luôn cả nhà. Nước suối anh là hôm nay nó cạn hơn lúc trước rất là nhiều luôn cả nhà. Tại vì trời nắng bốc hơi lên hay sao mới thấy là nó cạn dữ lắm, cạn luôn. Mấy ngày nay mới không ra và không biết là nước suối nó cạn cái cỡ này luôn. Ôi cá nó chạy kìa. Ôi nước rút dữ thiệt chứ. Lúc trước thì nước thì dâng lên tới tầm khoảng con su su đang chạy nè cả nhà thấy không. Nước dâng lên tới đến đó luôn á. Nhưng bây giờ nước rút xuống tới cỡ này luôn rồi nè. Wow. Nước cạn dữ thiệt chứ. Mấy cái hòn đá này nè, lúc trước là ngập hết trơn luôn nè, đâu có nổi lên như thế này đâu. Còn bây giờ
nó cạn khô luôn, lòi đá lên hết trơn luôn. Còn chỉ có một rãnh nước này thôi. Còn toàn bộ thì nó sẽ đẩy về bên hướng cái bên suối chỗ mà mến thường lội qua lội lại đó. Đó, ngay cái chỗ đóng cát cả nhà thấy không? Là nó đẩy về bên đó hết rồi. Còn bên đây về đá này nó chặn lại cả nhà. Bây giờ cỏ mọc luôn nè. Cỏ mọc xanh um luôn. Rãnh suối này hôm nay nước chảy rất là ít luôn nha. Wow. Những cái cây lồ ô qua kìa, chết hết trơn luôn. Trời nắng này, cây cối nó xuống lá kìa, không còn cái gì nữa hết trơn. À, cả nhà thấy không, những lá mà nó héo khô hết trơn. Bây giờ mình sẽ đi xuống dưới đây tắm nha cả nhà. Xuống đây thì có một dụng nước, để đi qua bên kia tắm cũng được nữa. Nhưng mà đi qua bên kia nó hơi xa. Quá quá quá. Cái bài khác nó lặn hết rồi cả nhà. Tính quay lại cho cả nhà xem mà mới định quay lại à. Nó lặn hết trơn rồi. Bây giờ xuống tắm nha cả nhà. Trời ơi, mát quá. Nhưng mà nước cái góc bên đây nha, nước vẫn ấm như là cái độ nóng của nó cả nhà. Tại vì ở bên đây thì nó sẽ cạn hơn nên là nước sẽ ấm. Còn như năm rồi á, bên đây lúc nào nó cũng nước cũng lạnh hết trơn. Nhưng mà ấm cái này tắm đã lắm cả nhà. Cũng như là pha nước ấm vậy đó. Còn cái ao bên kia thì nó sẽ lạnh. Chạy trên đây á thì mến coi cái app mà cái nhiệt độ á là 37, 38 độ. Còn ban đêm á, thì chỉ còn tầm khoảng từ 20 đến 16 độ rồi cả nhà. Tầm khoảng 12 giờ trở lên ấy, thì tầm khoảng 16 độ thôi. Còn hiện tại bây giờ thì đang xuống. Cái độ nóng đang xuống cả nhà. Ôi, trầm đây mát quá. Thật sự mát luôn. Wow. Bên đây lại quay qua đây cho cả nhà xem cái góc bên đây nè, những cái hòn đá lớn đó, lúc trước mình có thả câu rồi kia rồi có dính cá chạch đó cả nhà, nhưng mà cái này nước quá còn trong quá cho nên là không có thả. Đợi khi nào mà mưa một đám hai đám á là nước hơi đục quá thả mới có nha cả nhà. Ở đây là mình thấy năm rồi là thả được dính mấy cá chạch to không à. Bây giờ mình sẽ tranh thủ tắm xiết để lên nha cả nhà. Đi phải dùng ấy mà đào mà nó mới ấy mà chạy yếu chiều số 1 mà nó yếu chiều rồi. Chị mà dám nói con là bữa nay đi du lịch. Đi du lịch mà người ta đi du lịch thì ta có đi đâu. Ủa thôi chưa cha điện con là cha nói đi du lịch mà. Đi du lịch mà người ta đi với cha, đủ cha mà cha không đi. Rảnh quá giờ trời nắng vậy đi lên núi. Mà hồi chưa ba điện cho con là ba nói là ba ra đi. Đi du lịch ở trên núi kìa. Đi lại con cha lên khe. Rồi xong nãy giờ gọi con không nghe máy luôn. Tự là nghe ông đi du lịch nó bực rồi, cũng đi nữa. Tính con mới chạy lại đây, con lấy xe nó đi vô trọng kiếm mới được đi tìm cho lạc. Trời ơi, đâu có người lớn hay nhỏ đâu mà lạc ba. Mà gọi không nghe máy nữa mới tức chứ. Bỏ ông đây nè. Thôi đừng có để thừa. Đâu, cha bỏ ông đây mà mang cái vỏ sách đó, chạy xe. Đâu, mang lại coi, mang lại coi. Nè. Cái dãy đây, cái vỏ đây rồi nói cho cho mua cái mấy triệu bạc đó nha. Mấy triệu bạc nè, thấy chưa đó, đó. Đó, đó thì vậy đâu có nghe được. Thằng Lập thì nó nhét cái máy nó bỏ trong cúp xe, bó tay luôn. Mẹ sáu điện cũng không nghe. Điện cũng vậy đâu, phải vậy. Rồi xương điện cũng không nghe luôn. Mạo vào xe nó chạy luôn, cái xe mà chạy luôn chứ còn nếu ngừng tắt cái đạp là không nổ. Rồi anh Lập đâu? Nó chạy suốt giờ đâu. Chạy giờ rồi.
Rồi nãy vợ của anh gọi con nghe luôn rồi, con gọi con nghe luôn. Ơi, cái máy ổng nó mỏi cà phê. Quá trời hai người rồi. Tấn. Không, mẹ Sáu nói là ba Sáu con trong gãy. Ủa, ba Sáu hồi trưa mới điện cho con là nói đi du lịch mà sao trong gãy? Đi du lịch mà tụi nó đi lên mà đi tưởng đi lịch đi đâu, cái ra đi trên núi, đi mò đâu thì nó dẫn vợ dẫn con đi. Im. Đi con ngăn nó cũng ghế vô gãy mình luôn không? Quá trời ơi, vậy mà dám nói điện rồi chưa? À, ba đang đi du lịch chơi. Trời ơi trời, lại đây mới biết là đi vô gãy. Du lịch mà trong gãy á. À, nói à, ba trong gãy đi. Tự ngày hôm qua là ông kia, bạn kia nói là bây giờ mai dẫn cha đi, cha Sáu đi du lịch. Tí là du lịch đâu? Trên núi kìa. Trên núi ông Bi á, đi lên túc nó. Thằng đã tham khảo đường nước hả? Ờ, du lịch cực tức. Mẹ Sáu là nãy giờ đợi, ở nhà đợi, đang ba về, đang đi là anh Lập á. Thì hồi nãy cô nói con là Sáu đi trước đi. Mà con tưởng đâu là ba đi du lịch đi trên xe trên đường về à. Đâu có biết là ở trong gãy, biết trong gãy nãy giờ con chạy vô trọng kiếm rồi. Chứ đi chị con từ từ ta về chứ. Ờ quá trời luôn rồi, thà nói ba đang trong gãy. Tắm rồi. Ghê vậy, tắm rồi luôn. Tắm rồi, đây là bông cậu còn ướt men cái đầu rồi. Vậy du lịch rồi hết tắm rửa sạch sẽ chứ. Ha, nghi lắm nghe, nghi lắm nghe. Sạch sẽ tắm rồi. Nghi lắm rồi đó. Con với mẹ nghĩ sao nghĩ? Con với mẹ nghĩ, mẹ ơi coi chừng nha. Chậu. Tội, thấy tội. Vậy vô hỏi là rửa cái xe sao? Đồ cái xe tới đây xe kia không nổ, thành thanh trái luôn. Đây, cây chân này. Quá trời. Hay là có khi nào rồi mở xe ra không? À, mở xe ra rồi. Rồi. À. Nói chứ, à xe hư. Trời. Đi cứ khi nào ở cổng vô bọn mở xe là nó xe hư không? Rồi, anh Vũ vào bản đập cái gì nữa rồi? Đã đóng cửa. Đóng cửa đằng đi hả? Đóng cửa đây, xiết ra đi. Trời ơi, nhà kho cũng đóng nữa. Điện, thầy điện cái rầu xong, là mai là coi như là bấm nút dọt. Thì khi nào thi con mới chạy về dưới chứ. Bánh chi vậy? Bánh chi nhỏ. Khi nào thầy gọi rồi con mới về? Đừng mua cho cha, cho mừng chứ ai tốt cuộc mua cũng nhỏ rồi thôi chứ làm cái gì. Chúng đói bụng quá. Xuống cơm đi. Vậy, đi ăn cơm đi. Xuống cơm đi rồi chưa đi xuống nó bao hộp xe đó. À, bờ xuống rồi đặt cho cháu à. Xuống ăn cơm, canh ăn đi. Đừng, thôi, đi. Đừng nói ăn trong gối nữa nha. Đừng nói là đời xuống dưới đi ăn trong gối nữa. Chắc chạy á. Chắc chạy. Làm tới 6 giờ mấy con mới vô luôn. Lặn dở đường ống cho tranh thủ cho nó rồi. Giờ hết, thay hết luôn mà. Thay hết luôn mà. Hả? Đường chính dở lên rồi. À, cái đường chính nó dở dở mà. Vì vậy có khúc khó. Rồi chứ mình cắt ra đó, mình vô ông nấu, mình nấu vô chứ đâu có gì đâu không. Thì ông nói không à, cái đó dùng ông nói không à. Giống ông 42 con bình thường hả? Dạ. Ừ. Trời ơi má ơi, mà cái sao thổ đùi đi xuống chợ. Thì xuống ăn trâu rồi thực sự đi xíu chứ. Trời ơi xíu. Bọn quần dài thì cũng nói, mà bọn quần đùi vậy sao cũng nói. Thôi ở chuồng ra cho chắc. Thôi bỏ đi, bỏ ý định đó đi. Gì nó cũng nói hết. Được chưa nghe cha xuống á thì nó sao bận quần dài, chứ bận quần chi quần sọc. Mà giờ cha bận vô nó ra. Sao kêu chốt hơn ở chuồng cha. Bỏ tay. Bỏ ta. Bỏ bà, bỏ tay, bỏ chân luôn. Dạ. Thôi giờ mình đi đặng, con nãy đặng tính là đốt hang rồi đó, nhưng mà gọi hoài không ai nghe máy trơn, con nghỉ đốt luôn. Thằng Lập nó thâu giờ không biết cái nhà mới mến nó nhà đốt than xong chưa. Đốt than để hồi nướng á. Có mà giờ đất này sẽ xuống tôi từ cháu quá. Từ chối vậy? Ý là sao mình ăn vô nó là bụng. Mẹ cũng dạy nè, ăn nó sẽ là bụng. Nó giết cả đêm luôn á. Không sao đâu, mình nó có cái cọng lông mà lấy cọng lông ra là được à. Cọng lông à? Ừ. À, được, ok.
Để ngày mai á, tính ngày mai cha vô chạy nước cái đó, ngày mai để chiều mai là làm, để chiều mai cũng không được nữa. Chạy buổi sáng buổi chiều thì làm được không ta? Rồi chứ làm gì còn cho nó không có ghế qua không? Dạ. Không ghế luôn mới nói chứ. Tôi hỏi sao không có ghế mà lại nó từ từ để đi cho bác đi, từ từ gặp bác ở đâu, bác ở đây. Mấy từ từ đó đang trên núi chạy ăn ăn cao ăn nhậu. Biết mai tôi đợi ba tôi chạy nước cha rồi. Đấy, đi 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 đã. Giờ cái đội dân đang nơi nước, còn nơi nước mà mình nghĩ sao vậy? Thôi giờ mến đi lại nhà anh Lập luôn cả nhà. Để nãy giờ nãy giờ chạy đi kiếm bà Sáu với anh Lập ở trong gãy, tính đi tìm chả lạc rồi, mà giờ bà Sáu giờ tới cả nhà cũng chuẩn bị đi chơi. Chắc là ai chỉ là ai nha, có bà Sáu chưa chưa mà nếu ngày hôm qua mà nếu mà cha mà lấy cái hình đăng lên một phát nữa là dán ngay cái cột kia tìm chỉ lạc. Ôi, chơi à, chơi ai chơi lấy hình đăng lên á, chơi ai chơi dùng hình á, giờ còn nói nữa ai chơi dùng hình đâu, có chứ thì lạc phải đăng hình lên chứ. Người ta biết cái người đó ở con cái người đó nó có cái gì ta tìm ra được chứ, đúng không? Đăng lên mà không có hình sao mà sao đăng được. Rồi hay lắm. Thôi chạy xuống Lập Châu rồi đi. Sáng giờ cha Sáu nói mến là đi du lịch, ai ngờ đâu là đi du gãy. Mến mà chiều nay không gọi là nhà anh Lập mến cũng không biết đâu. chơi giấu nhỏ trốn gì đâu, chơi có gì nói, chơi trốn dặn thì nói chứ. Cha nói là sáng là tính qua bên đó rồi, mà cái bạn nói là thâu giờ thằng Trung nó thâu để qua bên đó rồi đi xu tiên chú gì đâu. À. Tiên đâu không thấy, rằng lên núi mà tiên gì mà tiên. Có gì cha con thì dặn nhau thì cha nói chạy nha. Xuống đây chứ thà nó thâu ở nhà cha nó chơi giờ đang nấu dây, nó thâu nấu dây gì chưa lắc chưa lơ mà nấu dây cho kệ nó. Mà dặn có dặn con không? Hả? Có dặn con không? Dặn gì đâu? Có đâu, cha sắp trước ta làm được đó sao? Bắt cái đường dây nước. À, để lắm lúc còn về. Cả nhà xem được cái video của nó. Cha Sáu xem video của Mến á, đòi lấy hình đăng chi nã Mến. Không phải, đừng lấy chi nã là cho bậy, tìm kẻ lạc. tìm kẻ lạc chứ đừng có nói là tìm kẻ nã là không phải. Nó hèn chơi lúc này Mến về phân gan hoài luôn. Thôi lại. Tự là khi mà đăng lên hình, dán hình lên là mấy cuộc điện là phải cho biết mặt để người ta còn tìm ra đâu. Mặt mũi nó dính có cái gì ta tìm ra được. Nó còn đăng lên mà không thấy hình là làm sao người ta biết. Hôm qua cha Sáu có lại giường chơi với Mến cả nhà. Hai cha con cũng tâm sự, nói chung là cũng rất là nhiều. Nhưng mà mọi chuyện thì nó đâu vào đó hết trơn à. Tính là làm mà chắc xếp xong rồi đó là người ta chạy qua là phụ với Mến bắt cái đường dây nước. Không phải, chuyện kia kìa. Cái nào? Cái chuyện kia kìa. Cái kia là cái kia nào? Cái nào? Con nói chắc không hiểu luôn nha. Không, hôm qua nói á, bây giờ không có cha con gì hết trơn á. Giờ kêu bằng bác Sáu đi, không có cha con gì nữa. Quả thì bây giờ con có cu ghẹ đâu, không? Thì bây giờ cu giờ phải kêu bằng bác Sáu chứ sao giờ? Hầu gần cái cua ghẹ không có thì ủa? Còn ba trước giờ kêu ba Sáu chứ là có khi nào kêu bác Sáu đâu, mà bây giờ bác nổi là làm bác Sáu gì? Bây giờ mình đổ đại chứ. Chơi vậy ai chơi lại ba? Chơi không lại. Chơi gì chơi kỳ vậy? Vậy là trước sau bây giờ vậy phải không? Ờ chứ trời. Thứ ba là ba luôn phải không? Đúng rồi, trước sau là một ba. Vậy thì thôi, vậy là thâu cha xin lỗi nha. Cha xin lỗi đi, giờ kêu cha chứ đừng có kêu bác Sáu nữa. Không, giờ mình vô anh em vô không chào hỏi, không hỏi anh em hết, ngầu ăn thứ thế. Có Phật mới giật được đậu. Đó, dạo nãy tôi đó hai anh em mình về đó là làm mẹ đang nghi ngờ đó. Nó nghi ngờ có cái gì cũng đó. Đúng không? Mày trực tặc là có xe, trực tặc. Tôi chính chạy vô trọng, mà tôi anh giữa là chạy vô trọng kiếm anh chứ ba Sáu rồi đó. Là làm kẻ lạc đó. Lạc á, một quê nó gọi là đạo á. Nhưng không nghe máy luôn. Ừ, quê nó kiếm đạo á. Ôi trời, điện mà không nghe máy luôn á. Alo, tắm rửa đâu hả?
Trời ơi, nhanh vậy. Nhanh dữ vậy. Ủa cái này gì mà đen tịnh vậy? Tên anh, muối tên anh. Muối tên anh mà đen quá gì vậy? Có ăn xài luôn. Ăn xài ăn. Trời, tưởng đâu mấy cái ông phải cho cái thằng xà ri. Xà ri, tưởng đâu trồng được. Nó kêu thấy mặn nó cắt đường nào chút ổng lên cắt cỏ ổng hái. Tính nãy là em đợi em nữa, em nhúm lửa rồi. Nhúm đi chứ đợi vô. Rồi xong rồi vợ anh điện con không, anh không nghe máy, em điện con. Đã nói cái xe ông bỏ cốp xe còn cha thì bỏ sau cái chỗ sách đâu có thời gian đâu bóc. Là công làm việc đâu phải rảnh như vậy không? Đâu rảnh như con nào bóc máy. Không phải cái cũng nghe máy để người ta bớt lo hay gì. Vợ điện. Không khéo mà nay nãy mà anh em mà chậm trễ nữa chắc để miếng bản to. Anh em điện á thì không nghe thì không nói, còn vợ điện cũng không nghe, con điện cũng không nghe luôn. Con điện cũng nghe. Đánh chống lãng rồi. Không. Vợ ghét không? Anh em điện con nghe đứa vợ. Vợ nghe nó chửi sao? Chửi. Ủa mình đang làm thì mình nói đang làm cho để người ta khỏi lo chứ. Bây giờ hành mẹ sáu đem lại rồi nè. Đó. Bây giờ chừng là cắt ra đúng không? Cắt ra cái hồi. Nữa nhắm đi, còn hành là của phụ nữ. Rồi để em đi nhắm đỡ. Làm cái gì vậy? Giờ nước cái khỉ bây giờ này ra đây nhúm lửa nha. Đó ủa mấy cục gạch đâu hết trơn người ta, mấy cục gạch đâu hết anh Lập ạ? Bạn cục gạch đâu? Nhúm đi lấy mấy cái lon ốp lại nướng cái này kia là trời ơi, cho chỗ này luôn hả? Chơi cái này. Đây còn cái lon bên đây. Đây ta dựng lên gì đó hả? Ông bà. Đây. Đó. Trời ơi trời. Đây là nhà bếp Thái đây nè. Bếp Thái. Không phải giỡn đâu. Dùng phân nở không ta? Ở đây cũng dùng phân nở luôn hả? Ờ vậy phân ngái đó. Để cái nữa nè, cái kia đây. Đây. Đâu, xin chào cô chú nha. Con xin chào quý khán giả. Đó, ngoan chưa? Sao hổm gà không đi lại đằng nhà dì Sương? Ngủ trước bài không cần chứ. Ủa không có chú Út vô thì lại nhà dì Sương, mà có chú Út vô rồi bỏ dì Sương. Dạ. Chơi gì ai chơi lại con? Hay phải chơi vậy chứ. Phải chơi gì chứ. Ôi, chơi gì đâu mà có chú Út vô cái bỏ dì Sương. Rồi tối nay ngủ dì lên như ngủ dì Sương không? Chú nay thương dì Sương biết rồi. Rồi. Đây, đây. Đâu? Mệt quá. Đừng có nói vậy. Rồi lấy miếng giấy giùm lại con. Hả? Nay thương dì Sương. Nay dì Sương nhiều mà. Ừ. Thương dì Sương rồi. Chú Út về rồi mới thương dì Sương. Không, chú cỡ tầng lễ lặng mới về. Cái nhảy gì vậy trời. Cậu Út đâu? Út đâu? Đi vô bắt ba. Đây là nước ba, bắt kiểu. Bảo gì đi rồi mới thương dì Sương. Xô. Mấy bữa trưa cũng đỡ đi. À, lấy giấy với dầu ăn chú ơi. Rồi trời. Thiệt tình luôn. Vậy, cái gì vậy? Là vừa chạy vô suối luôn á. Gặp. Có vô tăng không? Sao không vô? Gặp ổng đợi tân tân nè. Trời ơi, vậy thì phải chạy, phải gặp tao ngay chỗ đầu đường á chứ đâu trời. Gặp đâu? Ông đợi ý sao á? Tao đi qua ổng nửa, tới nửa sông mà tao chạy trước, mày nghĩ sao vậy? Ổng đi qua nửa sông mà tao mới, ổng còn đẩy xe cho tao mà. Bạn vừa chạy qua là cái dốc là coi như là vừa lên cái dốc đó là bắt đầu là mới tới á. Em vừa tới đầu đường là có chiếc xe ba thằng đứng ở đó, hai thằng đi chích cá đứng đó không? Mà vợ anh nói là anh đi từ chiều giờ rồi, mà giờ điện không nghe máy. Em nói kìa trời, sao mà điện không nghe máy, rồi em điện cũng không nghe nữa. Sợ rồi có ở chổng đối xỉu ở chổng nữa. Trời, nghĩ sao á. Mấy kêu anh Vũ nè, có gì á, hai anh em mình cổng anh về chứ. Mì tôm nghĩ sao, mì tôm cháo có mà sao mà xỉu được. Dễ đâu mà xỉu. Ai biết được đâu. Cháo gói mỗi đêm vô 5 gói mà sao xỉu được. Không ăn. Ở trong rừng, trong núi mà. Tao với ổng vô làm ăn cá lão rồi mà lẩu thế. Không, không biết là ổng. Cà sáu ở trong giường đâu. Chạy đi kiếm mới biết á. Là chưa ổng điện cho em, ổng nói là ổng đi du lịch. Rồi từ trong nói đi sáng nay đi chơi, đi thác. Mà chưa ổng cũng điện nữa, ổng nói là ổng đang trên xe đi du lịch. Đi du lịch mà tú cuộc ra trong nó dẫn lên mẹ đâu, nó dẫn vợ con lên cái núi mà sau lưng cái rẫy tôi đã lên chút khe. Nó rủ tôi thâu lên em thâu làm cái xăng sâu ra rồi giờ đi làm đi nhậu tôi phải trả khỏi ở nhà. Thôi đừng buồn nữa nha. Buồn gì đâu. Đừng buồn nữa. Buồn chi anh ơi. Đừng buồn chi anh ơi. Không bạn, buồn chi á. Cha lúc nào cũng là cha nha, đừng có kêu một bác nha. Thay đổi kỳ lắm. Phải đổi chứ, đổi 80 độ chứ. Không. Nào vậy đúng là tối nay là con phải rửa nghe chưa? Rửa cái gì? Có bạn gái rồi.
có bắt cua ghẹ đâu. Bắt cua ghẹ là sao? Có ghẹ có cua đầu là tấu ra phải đãi cho anh em uống tân bừng một bữa. Uống bia từ thiện đó ta. Đúng rồi, bữa nay từ thiện. Con đâu có đi biển đâu bắt cua bắt ghẹ. Không có, đã nó có cua có ghẹ rồi, đừng có giấu nữa. Ngày qua thép đã nói rồi, đã bật mí rồi mà còn giấu với gì nữa. Chết luôn. Ủa? À. Chứ không phải xem video mẹ Sáu biết trước mà. Mẹ Sáu biết, chứ mà mẹ Sáu là không có tin. Ngày hôm qua mới bật mí hết luôn rồi, anh em nói kể hết rồi, đâu nữa mà giấu giếm nữa. Có nó có mà. Đi. Bé Sương còn kêu mà bữa nào dẫn lên lên đây chơi mà. Rồi, mày lấy cái Sương ủng hộ cho con cả. Đó. Bây giờ nhạo mày. Đúng, chính xác. Có gì cũng mừng chứ. Mệt nghỉ. Giờ trước mắt bây giờ tấu đây ra mắt đi rồi giới thiệu đi rồi. Đó xấu gà đúng không? Hả? Được, con gà. Đây bia nước uống mày nghỉ. À, bia nước uống mình nghỉ. Đó vậy chứ gì? Bữa nay là cái chầu này là phải rửa nè. Đúng, cái chầu này mới rửa này. Còn cái chầu kia lên là anh em. Ủa, cái kia rửa khác, cái này khác á. Mà gọi em kêu em lại đây nướng ăn mà tự nhiên rửa lại sao? Tự là nó có nguyên nhân không bạn ha. Bây giờ này đã bia nước ngọt này là bất cứ là gì là tắc tật là rửa là bến chịu hết. Tối nay đứa nào uống nhiều không nổi bình bụng cũng ráng uống em bay. Uống nổi cũng ráng uống nha. Nước ngọt không ráng nên uống cũng nổi uống cầm về nha. Ủa, mấy bỏ mấy con ấy bỏ đâu? Mấy con ấy bỏ đâu? Mấy con ấy bỏ đâu? con gái hả? Con trai nằm dưới kia. Con trai nằm dưới kia. Ờ, vợ anh đi lấy hả? Đúng rồi chắc. Thôi chờ đợi chút nữa thì có mấy anh trai đem lại nướng cái nha. Hồi chiều mới về sớm là làm gà thôi. Hồi chiều điện kêu làm gà nhọn mà về trễ quá. Thua. Nói nhận không bắt lên. Rồi sao? Rồi sao? Bây giờ sao nè? Hả? À. Nói đây. Giờ cái chú đi rồi gà đu về xương thôi gà. Đu như là Sam đu gì đó. Ờ. À. Đầu đĩa đu. Đĩa đu hả? Đĩa, gọi là đĩa đu. Rồi, mới mốt cái chú lại cái bỏ gì xương nữa. Phải không? Dạ không nữa. Giờ này chị đang lạc hành giùm mến. Né nữa, để mà em che lại khán giả nói nữa. Trời ơi, khổ lắm cả nhà. Nhầm khi á thì có anh chị thì chịu lên, còn nhầm khi á không chịu lên á, Mến che hỏi tại sao mà Mến phải che này kia đồ, không tôn trọng khán giả. Bỏ cái gì? Không đợi nó không đợi che cho nè. Rồi rồi. Rồi che lại luôn. Bà lấy gỗ che nào anh? Chơi lấy gỗ che ba. Không. Tự là sao? Tự là che cái đổ dày là nói chung nó thấy hơn. À, không có thấy. Bởi vậy thì như là Mến đi lại nhà như nhà anh Lập nè. Dạ anh Lập thì ít chịu lên hình đó. Cho nên thì mình cũng phải tôn trọng, cho nên là Mến phải che lại tới nhà nào cũng vậy hết cả nhà. À, lúc trước mẹ Sáu con không có chịu lên hình cả nhà. Cho nên mỗi cái mà video mà có như có mẹ Sáu nè, hay là có bé Sương á, thì Mến cũng phải cắt bỏ hết. Nếu mà chẳng hạn như bây giờ mình đi lại một cái nhà nào đó đi, nhưng mà người đó không chịu lên hình á, rồi trong cái tiệc ăn mà mình là khách, còn những người kia là như là chủ nhà đi, thì mình cũng phải tôn trọng đó. Không muốn lên hình thì Mến phải che lại hết tất cả những người mà không muốn lên. Nhiều mấy ngày nay nói chung thật sự luôn, nhiều người nhắn tin chửi Mến nè, điện chửi Mến nè, không phải là cái che đâu mà còn nhiều thứ nữa. Nói sao mà quay với ba Sáu, quay với bé Sương mà bây giờ nói là tỏ tình một người nào đó không phải là bé Sương. Điện chữ Mến quá trời luôn, Mến đặt trời luôn rồi không biết nói gì luôn. Giờ cứ nghe chữ là khóc luôn không? Không biết nói giờ không? Con đâu có khóc đâu. Đó miếu miếu đó, đó, đó. Không, đó nói giờ, miếu miếu rồi đó. Đó giờ Mến ngộ lắm. Những chuyện mà nói chung là vui á, tự nhiên cái cảm xúc nó sẽ rơi nước mắt, còn những cái chuyện buồn á là không bao giờ rơi đâu nha. Là ngộ gì cả đây vậy đó. Vậy là cứng rắn rồi đó hả? Cứng rắn. Rồi với lại hổm gài mẹ của Mến nữa, điện chửi Mến rồi nói là tại sao mà làm cái gì cũng
không có nói là mến đăng cái mà mến chuẩn bị đi nước ngoài cả nhà để có con chim để bán lại á. Mẹ mến không hiểu, mẹ mến cũng điện chửi rồi hổng gà, mẹ mến cũng giận luôn rồi, mến gọi cũng không nghe máy luôn. Nói chung là chim sao, ý là chim sao mà mẹ nhận thì nói chung á, mẹ mến hiểu thì còn đỡ là mến, mẹ mến không hiểu hổng gà mến cũng gọi miết luôn rồi mẹ cũng không có nghe máy đâu. Với lại là nhiều công việc, nhiều công chuyện á, cả tuần nay cứ áp lực. Nói chung là đối với mến là một cái như là một cái áp lực rất rất lớn từ trước tới giờ luôn cả nhà. Công chuyện nó nói đừng có khóc nha. Công chuyện mẹ dặn nè, rồi công việc anh em trong nhà nè. Đó buông công chuyện không? Ừ. Cho nên nó thì hổm gài đó thì mến cũng tâm trạng nói chung mày cũng nhờ đi lại, trong khi làm tối xong mới đi lại nhà ba Sáu nè, nói chuyện với ba Sáu, mẹ Sáu hoặc bé Sương, anh Vũ hoặc là lại đây với anh Lập. Đó. Mến chỉ vòng vòng chỉ có nhiêu đó thôi. Hôm nay thì đi lại chút nữa là đi tìm trả lạc luôn à. Nói sao kể lạc. Không bạn, nói cái lạc hơi bị sai sai ha. Rồi mẹ Sáu cũng có nói là nãy giờ có nói á, mười mốt bạn gái của mến á, nếu mà có thời gian rảnh á, không có làm á cả nhà, thì trở lên đây để lên đây để mẹ Sáu nấu nướng rồi ăn. sao vậy thì ok trời ơi dây được ok còn gì nữa. Rồi bữa nay bé Sương đòi nhậu nữa cả nhà. Đó. Nói bữa nay vui rồi nhậu. Nhậu bao nhiêu cũng nhậu cho nó. Ghê không? Trước giờ mới nghe bé Sương lần đầu tiên mà nói vậy luôn. Ủa sao buồn vậy? Buồn gì đâu. Sao thấy tâm trạng buồn quá trời vậy? Không có gì mà buồn hết á. Vô tư lên. Thôi. Cái gì? Cái mùi hành nó hạt lên. Nhớ vui nha. Không có gì mà buồn hết. Đừng có bắt kêu à bác Sáu nữa nha. Ủa, thấy con gửi nó còn cười đó kìa. Hành hành quá. Ừ. Nó gỗ hành rồi cái gì. Nãy giờ nó hắt lên á. Bởi vì nãy giờ mặt hai cha con nhăn nhăn là vậy đó. Chứ không phải là khóc à. Không, con mùi hành khó chịu lắm. Mà khóc không được chứ mới đâu. Thôi ba đừng khóc. Đừng khóc. Khóc cũng được chứ gì đâu à. Cái xúc động anh nói ý là sao không? Nay mai chẳng lên á. Cha dễ dày là xúc động. Khóc. Coi kìa không? Bạn ngồi nướng mà con ốc con trò kia cũng ngồi khóc luôn kìa. Đang ngồi nướng bên đó rồi cả nhà. Đó. Mà cũng đang khóc nữa kìa. Xúc động cỡ đó. Thôi anh Lập ơi đừng khóc anh Lập. Xúc động. Coi nước mắt mà lấy cái chén hứng nha. Nước mắt lấy chén hứng luôn nè. Hả ta được. Tậu không? Thôi giờ mình đi ra đây để nướng với anh Lập cả nhà. Để không thôi ảnh buồn nữa. Trời ơi trời, nước mắt mà lấy cái chén hứng nè. Trời ơi trời. Xin chào cả nhà. Cái gì cái chào. Ở đây nè, ở đây nói chú nghe nè. Con ơi lấy cái Hay không? Trời ơi. Quá trời. Hả coi ấy, lấy đèn gọi coi có cái những cái cọng lông của nó không nha. Nhằm khi nó có cọng lông á, ăn vô là nó bị liền á. Bị tào tháo rồi cái nha. Đây gà nó hả gà cả nhà. Nó hả to gà nè. Qua con này mập ghê luôn anh Lập. Mập ghê luôn nha. Không. Quá trời ngon luôn trời. Phải ốm đậm bao nhiêu là ốm. Không, nó không ốm đâu, nó mập nè. Mấy không, nó ốm chứ. Nó còn mập đó. Không, con này mập không à. Rồi, nó đang hả ra rồi nha. Hả từ từ ra. Quá trời luôn. À, bây giờ thì nó cũng hở ra một số rồi cả nhà. Cho nên là mến với anh Lập nè. Đã gỡ ra. Mà gỡ ra xong giờ chưa có mở hành, đợi chút nữa. Giờ anh Lập làm xong thì cái bỏ vô cả nhà. Anh Lập đốt thêm một ly cái nướng lửa cái bên đây nữa nè. Nãy giờ hai anh em mới suy nghĩ ra là để em đó nướng xong cho nó hở rồi mới đem qua đây. Thì nướng cho nó đừng có tắt. Ơ anh bóp bể hết anh Lập. Hết cà phê
Trời. Trời ơi, cái gà anh bóp cái gà. Con nào hở ra đi. Con nào hở mạnh mạnh ra nè. Hở rồi. Ừ, hở mạnh mạnh ra đi. Rồi mình đã tách cái gà như mấy này nè, tách dễ rồi nè. Đúng. Đẹp luôn đó. Không. Ờ. Tách cái gà. Qua wow, đó, tách ngon không? Ngon lành không? Uống cà phê sữa đen, phê đen. Tách gì mới gọi tách? Dạ cho ly cà phê sữa, sữa. Đó, sữa kia. Ừ. Phê, cho phê sữa ít sữa. Cà phê sữa nô đường, nấu đường vậy đó. Nấu đường. Rồi, giờ chị cũng lấy hành gà cả nhà. Ồ. Ui, nhiều dữ vậy chị. Cái kiểu này ăn chắc cả đáng luôn á. Để nó lấy lên. Hả? Được. Được, được, em cứ mua đi. Tao bữa nào tao uống bia từ thiện à. Ờ, uống cà phê uống cho tao, tao uống bia khuyến mãi à. Ủa, ai đừng hứa chờ đi hứa nữa rồi. Ở đâu mà bia từ thiện cho ta? Bữa nào là tao uống bia từ thiện thôi, uống bia mừng thôi chứ không có. Ờ. Ăn mừng chứ nói từ thiện nghe đó sao sao quá. cái này mà có gì không phải đậu phộng à, cái bơ á chị, bơ á bia bọt nó la hút cắt thật luôn, cà phê nó bao luôn, bơ đồ bỏ vô nướng luôn. Đó là phô mai. Ờ à, đúng rồi, phô mai tăng ca rồi. Mai thợ anh tăng ca hết rồi. Rồi, mai thợ tăng ca. Mai thợ tăng ca rồi. Thôi kêu là ông chạy đi chứ không mà làm bây giờ chứ về đâu. Bỏ của ông chạy mà chứ mà không có bò mà, cỏ bò. Và chế vô nghe nó cái mùi thơm á cả nhà. Cỏ bò đi, tới mình còn bốc cái mùi thơm lên ngực nồng luôn. Này cái này bỏ vài đậu phộng đâm hay anh là anh Lập. Ngon lắm. À, phộng nó thôi chứ nói vậy. Hứa gì mà chịu nổi luôn. Ô ô chuyển trong cuốn 780 anh Quốc. Cái này bỏ trứng rồi nữa. Bỏ trứng không anh Lập? Không. Không. Giờ nướng không dễ dễ cho nó. Ừ. À, ê, ê, cái cọng gì đen đen nè anh Lập ơi. Thấy không, thấy không? Thấy cọng gì đen đen không? Không, đây là bóc ra, bóc ra. Ok đây, bữa nay uống đây, uống xỉn ngon. Uống hết năm mang. Bên đây nè, con bên này nè chị. Đó, 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 đó. Ừ, đó, đó anh. Nó cho nó cháy xong rồi sắp thân bỏ qua. Bỏ thêm thân vô bếp rồi. Ừ. Ôi, ôi, lấy bia uống cho em, uống lại đây. Chờ này anh Lập đem cháy xài trà bá luôn rồi cả nhà. Cháy xài mà anh cây kìa, anh gọt ôm không nổi luôn á. Khiên nữa. Cháy xài, xài gì anh? Xài gì? Chị quá. Coi, coi chị kìa. Không, phải đi, phải đi từ từ đi ní. Xài lấy cái dĩa xong, đỡ chừng lấy dĩa đây thôi. Chú làm cái gì vậy chú? Chị né vô cái màn hình mà chị né cái gọn. Đẹp không? Né gọn không? Nghiêng mình qua một bên. Bà vậy nói sao mà tại sao mà à, ngồi chung mà mến che lại không tôn trọng khán giả là gì đó. Đó, đó như bạn là khỏe không? Đó, đó, đâu có đâu có giấu đâu. Nhiều. Ủa chín hả anh? Nằm nó cũng mới. Trời ơi, dao cái rửa nó dính cái gì đây nè. Thấy muối muối ớt là ngon ăn. Chảy nước miếng rồi anh Lập ơi. Ngon ăn. Coi nè, cả nhà cái miếng xài. Cái miếng xôi này. Bằng bằng tay luôn rồi nè. Kinh. Quá trời luôn cái trái xài to. Hả? À, cái miếng xôi này. Nó ngọt rồi đó. Đó. Ngon rồi. Hả? Này sắp chín rồi. Chín rồi. Chín rồi chứ nữa mà. Thôi ai ai ăn chín mình ăn sống thôi. Mình sống từ nay ngọt cho biết. Mình ăn sống thôi. Em hả? À? Em là em gì nè? Ủa? Để cái vỏ luôn mới ngon. Đúng không? Giòn giòn. Ai đâu mà cứ gọt vỏ ra. Bỏ ngoài chứ không phải bỏ trong lạnh thế nào? Xài căn cứ tính tiền thì nó cũng đâu có trừ vỏ đâu. Đó, mặn nữa. Ôi, mặn nữa. Còn gì không anh Lập ơi? Còn đem ra hết đi. Hết thôi. Wow. To quá. Kinh hồn, thấy cái miếng xoài không? Ừ. Bạn bằng tay luôn. Đó, rồi. Cái này còn cái hộp. Bạn đi tự nhiên chứ làm gì né bạn. Thôi là chạy được. Cái gì?
không có con vợ, đừng có im đi con vợ này nữa. Im đi vợ giận. Em không biết nha, cái này em có nói nha. Em có nói gì cho anh Lộc ơi? Thà chết không khơ ba thằng ta cốc rơ mà. Thôi à, ăn đi ba. Không, từ từ từ. Hiểu rồi, từ từ hiểu rồi. Hiểu rồi, từ từ rồi. Ghê quá. À, khui bia mà giòn tan. Thấy chạy nước biếng. Nước biếng. Rồi, mánh xin mời cả nhà nha. Thấy cái chị mua ớt kia kia rồi, thấy chạy nước biếng. Bữa giờ thấy vắng tanh, không điện thoại gì hết, tao nghĩ chắc người quên trao rồi, nghĩ quên trao rồi sao chứ quên rồi nhau. Quá đấy nhỉ. Chút nhiều ta. Mà, ai? Ở đâu rồi ta? Chạy xe đi hả? Chạy xe đi chắc về bằng về nhà rồi. Đi mua cà phê rồi. Không có, không có đâu, đi về giữ điện cái vợ á. Sương ra tiền nó mới chịu đi mua cà phê. Không chắc em mua cà phê á, chắc chắn luôn à. Đây chín rồi, mời bà con. Mời bà con. Hả? Cái này đâu có muối. Gia vị sao gia vị là mà muối gì nữa. Không à. Nói chung là bữa nay vậy đó. Vậy mỏi đó. Bữa nay chắc nó ốm à hả? Này tôi chua một chút nữa. Không, đây 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 nó chín nó rồi. Chín là nó cái nó mà nó vừa sống sống giòn ăn giòn giòn mới ngon. Không phải ăn sống sống à? Sống thì già sống mà kia nè. Cha uống cái miếng nước rồi dồn hầu chê cha nó. Nè 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 xài xài uống cái đó phải ăn xài vô. Không 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 ăn xài vô. Không không được được đâu. Ăn xài vô đi. Thôi mà là tha màu nghe tha thêm á. À quên quên. Quên thôi mà bà cháu mời cháu mới chịu. Không không để đây đây. Để đây để đây. Mời cả nhà nha. Ngọt không cần chấm muối. Tôi đang bia bọt này không có màu chẳng giải được. Nó chua mới chấm muối. Ngon. Của kia chưa có cái gì hết ta. Cái gì? Cái này nãy giờ bến ngồi nướng quá khô cả nhà. Nó khô queo luôn rồi. Đâu nó cũng còn rồi chứ. À, cũng còn. Còn cái vỏ cái đâu luôn. Vỏ nó cháy luôn nè. Tại vì mấy cái con này á, nướng ra thấy lúc đầu tách ra nó bự to lắm. Cái đây dạng là nó cứng đầu nè. Nướng nó ra nước nước rồi hồi là nó khô queo luôn. Cái gì? Mở cửa. Ăn mà mở cửa nữa. Anh Lạc. Đang Lạc. Anh Lạc hả? Anh Lạc nãy giờ em thấy anh chấm muối quá trời, anh nói lạc gì? Lạc ăn muối được mà. Muối nó mặn. Hả? Muối nó mặn. Đâu, ăn lạc là gọi ăn muối được. Nước mắm nó không được ăn được. Ờ. Loại là lạc là ăn muối được. Nhậu vậy đó. Ăn lạc à. Ăn mấy, còn ăn mà em chấm nhiều. Không, lạc ăn xin mời cả nhà nha. Ê, quên rồi. Tự là lạc là ăn muối được. Nó cục lạc nó dính mắm nó không được. Ăn muối được, các bạn lạc ăn muối nó mặn. Xin mời cả nhà. Nó ngọt ngọt á, cũng ngon cả không, nhà. Không, nó không đây nó không ngọt mà đi đầu tôi bắt có về đâu. Dạ. Yeah. Về đầu về á nó ngọt gì? Hơn. Giờ khi nó mất chất. À, còn muốn nó ngon nữa thì bỏ miếng muối muối ớt vô. À, nó mặn nữa là nó mặn. Nó mặn. À. Nó sẽ mặn mặn ngọt. Còn nếu nó không ngọt bỏ bột ngọt nữa là nó ngọt. Đây mời cả nhà con thứ hai. Mặn chằng. Nó mặn mặn lắm, nó cay cay. Cái con này nó hơi béo béo mà hơi sình sình nhúc. Nó hơi sình á. Bữa ngâm kỹ đâu có đâu, bữa ngâm bỏ ớt vô ngâm sạch tân luôn á. Vậy là bữa giờ nuôi lâu nó ăn sình á. Trời ơi, mình thả dưới á. Xong chưa, hết chưa? Xe hơi mà. Muốn xe hơi nè. Thầy ơi, uống xe hơi giống bị đâu? À, hiểu rồi, hiểu rồi. Hiểu rồi.
Quýnh lừa. Hiểu rồi, hiểu rồi. Ăn đánh lạp, em ăn không vậy? Ăn cắt cây. Hả? Ăn cắt cây. Trời ơi. Không, mến ăn tự động đi. Bữa chơi mến cho ăn nó, rồi ăn đi, thưởng thức cho nó ra sao. Bữa 50 kg mà muốn hết nước hết 30 kg để cho mày 20 kg mà. À. Gì để em 20 kg dữ vậy? Còn đó nữa, đây một củ còn đó nữa. Trời ơi. Quá vậy? Nhiều mà. Để mấy anh em không ăn đi. Bữa nhiều mà. Cái gì cũng để dành hết trơn cả nha. Để dành đợi mến gì hết. Mời cả nhà nha. Chắc ăn nhiều rồi. Giờ mến về cũng tới giường rồi cả nhà. Rồi chiều mến cũng cho mấy đệ tử ăn rồi. Bây giờ còn cơm nè. Thì nấu để sẵn luôn để tới sáng, trong khi mến đi ra giường làm cái quên nấu cơm. Cho nên là nấu để sẵn luôn để sáng cái khỏi nấu. Giờ này cho cái dương tiễn á, nó đói hay gì nó chạy dưới ở dưới sàn la ầm sùm luôn à. Rồi mến bước xuống là nó quắn á, chắc là nó mới sanh nên là nó đói miết rồi cả nhà. Chó là ngày ăn có hai cử, còn mến này chó sanh cho nên là nó mới sanh ra, nó đói nhanh cho nên là ngày ăn ba cử, trưa chiều giờ này tới khuya cũng 9 giờ 9 mấy rồi cả nhà, cho nên trộn miếng cơm. Chiều nay hết canh này, chiều nay mến ăn cá mồi, còn mấy lon thôi sẵn đi trộn cho nó ăn luôn. Nhiều người nói mến á, sao mà cho con chó ăn sang hơn người nữa. Thì trước giờ cả nhà, nếu mà cả nhà có xem nhiều cái video của mến thì cả nhà biết rồi. Nói chung là mến ăn cái gì là mến sẽ cho mấy con chó ăn cái đó rồi cả nhà. Chứ không phải là dành riêng biệt hay là mình ăn thịt rồi xong cái là mình phải kho cá thì cái này kia cho nó ăn, không có đâu. Mến ăn rồi xong cái là mến sẽ cho nó ăn luôn. Mong cả nhà cũng xem nhiều cái video cũng thông cảm cho mến nha. Với lại hồi nãy nhà của anh Lập thì mẹ Sáu này kia rồi cũng ngại không có lên video. Thấy nhiều cái bình luận tiêu cực quá, cái mẹ Sáu cũng ngại, nó sợ lên nhầm khi cái nhiều bình luận chửi nữa, cho nên là mẹ Sáu với vợ anh Lập rồi cũng không dám vô ăn cả nhà, sợ ngại, cho nên là mến cũng phải quay một chút xíu rồi cái là mến ngưng máy, rồi ăn uống xong với mọi người mến chạy về đây. Lúc trước thì quay sao cũng được hết, từ lúc mà mọi người nói là sao mà tại sao mày phải che mặt này kia đâu á, cho nên thì mến cũng không biết nói sao. Thì đi cũng như là nãy giờ mến đi lại nhà anh Lập rồi đó, thì cả nhà cũng biết rồi. Giờ anh Lập thì cũng không có muốn lên á, nhưng không lẽ trong lúc mà ăn uống mọi người ăn uống chung mà có vợ anh Lập ở đó thì không lẽ mình á thôi chị ra chút đi để em quay chút rồi hả chị vô ăn, thì đâu được đâu cả nhà. Cho nên mình phải tôn trọng chủ nhà. Chị nói có gì cưng che mặt chị lại nha, thì mến sẽ che lại. Đó là gì đó cả nhà. Bởi vì mến che mặt cả nhà nó là không tôn trọng. Nhiều người nhắn tin mến nói tôn trọng người ta rồi không tôn trọng khán giả hả? Tại sao phải che mặt, bộ xấu lắm hay sao mà phải che mặt? Mến đọc những cái bình luận đó rồi dưới thêm mẹ Sáu cái xương rồi, giờ anh Lập đọc đó. Bởi vì bây giờ ít ai muốn quay với mến, sợ những cái bình luận đó cả nhà. Thôi giờ mến sẽ xuống dưới cho hai đệ tử ăn cả nhà. Thì chắc có lẽ là mến xin phép kết thúc video tại đây luôn nha cô chú anh chị. Thì mến xin chân thành cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã bỏ thời gian quý báu ra để xem video và ủng hộ cho mến nha. Mến xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị trong những video tiếp theo nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Đói lắm hả?
mới ăn chiều giờ đói hả?